Vắng 3 buổi học, các em sẽ không được dự thi đâu. Nhớ nhé! Sau mỗi video clip sẽ gồm các hoạt động, bài tập, tài liệu tham khảo. Các em cần phải hoàn thành toàn bộ các hoạt động, bài tập, đọc các tài liệu tham khảo đã được cô cung cấp để đạt được kết quả tốt nhất trong môn học này các em nhé! Chào mừng các bạn đến với môn học kỹ năng nói trước công chúng. Thầy tên là Hòa, Đỗ Xuân Hòa, giảng viên khoa quan hệ công chúng truyền thông. Đầu tiên, các bạn hãy xem chính bức hình sau đây. Bức hình nào thể hiện nói trước công chúng? 1. Em học sinh phát biểu trên lớp. 2. Sinh viên bảo vệ luận án. 3. Người dân phát biểu trong họp tổ dân phố. 4. Nhân viên tư vấn bán hàng với khách. 5. Một người đang thể hiện ý kiến giữa đám bạn. 6. Thuyết trình tại buổi họp. 7. Bố chú rể phát biểu cảm ơn ở tiệc cưới. 8. Giới thiệu bản thân ở buổi phỏng vấn xin việc. 9. Đọc tuyên ngôn độc lập. Rồi, bức hình nào thể hiện nói trước công chúng? Tiếp theo, thầy có 2 câu hỏi dành cho các bạn. Một là, khi nào thì tôi và các bạn sẽ phải dùng đến kỹ năng nói trước công chúng? Câu trả lời là bất cứ lúc nào, không biết trước được ha. Buồn, thầy mời Hòa em phát biểu là mình phải vận dụng kỹ năng nói trước công chúng ngay. Hai là, bạn nghĩ xem. Điều gì xảy ra nếu ta thất bại khi phải sử dụng kỹ năng nói trước công chúng trong những clip quan trọng, trong những dịp quan trọng như chính ví dụ ở trên? Câu trả lời dành cho bạn và bạn hãy suy ngẫm cũng như chia sẻ với các bạn ở trong lớp nhé. Rồi, một câu đố có thưởng dành cho bạn nào gửi đáp án trùng với đáp án của ban tổ chức và người đầu tiên gửi về cho thầy theo Zalo qua số điện thoại 0989772404, tên thầy là Đỗ Xuân Hoa, thì bạn đó sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Câu hỏi như sau, nói trước công chúng còn có tên nào khác? Hết. Tiếp theo, các bạn hãy làm 3 việc sau đây. Thầy sẽ làm ha. Việc thứ nhất, hoàn thành bài trắc nghiệm đánh giá năng lực nói trước đám đông theo link. Các em hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm. Bài trắc nghiệm này giúp các em có nhận định ban đầu về khả năng nói trước đám đông. Sau khi tính điểm xong, các em đọc thêm phần phân tích ở phía dưới và xác định xem các em nên ưu tiên cho phần nào mình cần hoàn thiện. Việc thứ hai, xem bài trình bày trên test.com theo đường link thầy cung cấp như sau. Việc thứ ba, nghe một bài thuyết trình khác của chương trình Toastmaster. Các link này thầy có để ở phần bài tập và các em hãy tranh thủ vào xem. Xếp hàng. Trong những cái ngày khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như là H&M, Starbucks nè, Uniqlo nè, thì họ xếp hàng kéo dài chờ đợi mấy tiếng đồng hồ là vì điều gì? Các thương hiệu nổi tiếng này mang đến cho họ giá trị gì? Hiểu nhu cầu của khách hàng về hương vị, về chất lượng sản phẩm, hình thức đóng gói, bao bì và mức giá nào là phù hợp để khách hàng quyết định chọn mua. Từ những phân tích đó, nhãn hàng sẽ tiến hành phân khúc thị trường. Và để xem trong cái miếng bánh thị phần của cái ngành mì ăn liền thì mình sẽ chọn cái phân khúc khách hàng nào là có khả năng mang lại hiệu quả cao nhất để mà cạnh tranh vào đó. Cùng xem video này để hiểu được tại sao người làm PR cần được đào tạo kỹ năng viết thật thông thạo nhé. Public relations professionals at all levels need to have solid writing skills. They're responsible for developing communication materials intended to influence the attitudes and/or behaviors of key audiences. Many employers require candidates for public relations positions to complete a writing test and provide a writing sample to demonstrate proficiency in this skill. Therefore, it's critical to understand how to craft effective messages through written communication. As professional communicators, PR people are required to develop content that is accurate and compelling on behalf of companies and organizations. In fact, the ability to be